Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay thứ ba ngày 23 tháng 3 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Người dân thành phố Thủ Đức được giảm 50% phí BOT qua xa lộ Hà Nội. Hơn 10.000 người trẻ tuổi khắp cả nước tham gia chiến dịch Hãy làm sạch biển. Xét xử vụ án gây thiệt hại hơn 961 tỷ đồng cho GB Bank. Nhà máy sản xuất ô tô điện lớn nhất thế giới của Tesla sắp được hoàn thành tại Đức. Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Y tế cho biết không có ca mắc COVID-19. Hôm nay là ngày thứ 5 liên tiếp Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Đến nay đã có 36.082 người trên cả nước tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong khi đó, việc nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống COVID-19 tại Việt Nam hiện trong tình trạng khẩn cấp với các quy trình thử nghiệm đã được rút ngắn hết mức, nhưng vấn đề an toàn vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Và theo dự kiến, đến cuối tháng 9 tới, Việt Nam sẽ có vaccine phòng COVID-19 đầu tiên. Hiện Việt Nam có 3 loại vaccine phòng COVID-19 đang được nghiên cứu sản xuất, trong đó vaccine Covivac đã bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vào ngày 15 tháng 3. Dự kiến vaccine của Vibiotech sẽ được thử nghiệm lâm sàng vào đầu tháng 4. Vaccine Nanocovax đang được thử nghiệm giai đoạn 2 trên 560 người và sẽ tiêm mũi 2 vào ngày 26 tháng 3. Kết quả giai đoạn 1 cho thấy an toàn và có hiệu quả bảo vệ. Dự kiến đến tháng 4 sẽ kết thúc giai đoạn 2, về đến tháng 9 sẽ kết thúc giai đoạn 3A. Với góc độ của cơ quan quản lý thì chúng tôi hy vọng là đến cuối quý 3 năm 2021 thì Việt Nam chúng ta sẽ có cái vaccine đầu tiên để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID ở tại Việt Nam. Các chuyên gia nhận định đây đều là những đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất vaccine và có hợp tác trao đổi với nhiều cơ quan sản xuất vaccine uy tín trên thế giới. Đây cũng là cơ hội để khẳng định uy tín, niềm tự hào của khoa học, nền y tế Việt Nam. Đến nay đã qua 35 ngày, thành phố Hà Nội không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Toàn bộ hơn 3.800 mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên cũng có kết quả âm tính. Và trước diễn biến khả quan của dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội đã quyết định tiếp tục nới lỏng quy định đối với một số dịch vụ kinh doanh. Theo đó, kể từ 0 giờ sáng nay, các quán bar, karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố sẽ được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, người sử dụng dịch vụ phải khai báo y tế, bảo đảm công tác phòng chống dịch. Đồng thời, các địa phương cũng phải tăng cường kiểm tra, đảm bảo công tác phòng dịch tại các địa điểm kinh doanh này. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo lên kế hoạch lùi các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp trong trường hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bên cạnh đó, các đơn vị phải tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho người dân, tránh tâm lý lơ là chủ quan, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Từ ngày 1 tháng 4 tới đây, dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ ngã ba Trạm Hai Cũ tới nút giao Tân Vạn sẽ chính thức được thu phí. Người dân thành phố Thủ Đức là một trong những đối tượng được giảm 50% phí. Hiện các cơ quan chức năng đang làm thủ tục để hỗ trợ người dân làm thủ tục. Những ngày qua, chủ đầu tư dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 đã phối hợp với chính quyền địa phương các phường ở thành phố Thủ Đức đến hỗ trợ người dân dán thẻ thu phí không dừng cho phương tiện và đăng ký đối tượng được giảm giá. Các chủ phương tiện có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thủ Đức, bao gồm các hộ dân sống ở chung cư có mặt tiền dọc tuyến đường, sẽ được giảm 50% giá vé cho ô tô dưới 12 chỗ ngồi, không sử dụng để kinh doanh. Khi mà trạm làm lại thì đường nó sẽ rộng thông thoáng hơn. Thì cái việc mà nhà nước thu lại và giảm điều tạo điều kiện người dân giảm 50% là rất là hợp lý. Dự án có tổng chiều dài 15,7 km, được thi công đầu tư từ năm 2010. Công ty đã tăng cường vận động các chủ phương tiện sử dụng thẻ ETC là thẻ thu phí tự động. Hiện nay thì công ty đã gắn được 8 trên 16 làn thu phí tự động. Để đưa vào hoạt động chính thức, trạm thu phí xa lộ Hà Nội sẽ tổ chức vận hành thu phí thử nghiệm, không thu tiền từ 22 giờ ngày 27 tháng 3 đến 22 giờ ngày 30 tháng 3, sau đó chính thức thu phí vào ngày 1 tháng 4. Nhằm kêu gọi sự hợp sức từ phía cộng đồng, chung tay tái tạo vẻ đẹp của bờ biển nước nhà, đồng thời góp phần thay đổi ý thức và giáo dục hành vi bảo vệ môi trường, chiến dịch Hãy làm sạch biển đang diễn ra tại 28 tỉnh thành biển đảo trên cả nước. Hãy làm sạch biển được Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức Green Trips Việt Nam và các đơn vị khác phối hợp triển khai. Theo đó, chiến dịch đã diễn ra đồng loạt tại 28 tỉnh thành ven biển và 10 hòn đảo lớn tại Việt Nam như đảo Phú Quốc, Phú Quý, Côn Đảo với hơn 10.000 bạn trẻ tham gia. Cộng đồng rất là tuyệt vời và mình muốn tham gia để mà mình cùng chung tay một cái cánh tay để mình góp sức để
nhặt rác để bảo vệ môi trường. Mọi người sẽ có một cái nhận thức nhiều hơn về rác thải nhựa một lần cũng như là cái ô nhiễm trắng tại biển Việt Nam của mình. Một cái hành động của mình là mình quản lý được cái rác thải trong nhà của mình, quản lý được cái lượng rác thải hàng ngày của mình, thì đó là cũng là một trong những cái điều mà các bạn yêu môi trường rồi. Chỉ trong ngày 21 tháng 3, ngày đầu tiên khởi động tại huyện Cần Giờ, hàng trăm tình nguyện viên đã tham gia thu gom được nhiều bao tải rác thải nhựa. Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, các tình nguyện viên thu được 3,5 tấn và 8,5 mét khối rác thải nhựa và túi ni lông trên biển. Mới đây, mô hình dịch vụ cung cấp không gian cho thuê kho mini đang thu hút được sự chú ý bởi ưu điểm tiện lợi, chi phí hợp lý cùng với khả năng hạn chế hư hại hàng hóa. Đây được xem là giải pháp lưu trữ hàng hóa hiệu quả cho các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh trong thời gian tìm kiếm mặt bằng mới hoặc trong trường hợp người lao động di chuyển về quê nghỉ dịch ngắn hạn. Theo đó, khách hàng tìm đến dịch vụ này để thuê kho nhỏ và tùy ý lưu trữ đồ đạc từ xe đạp, bộ dụng cụ trang trí Giáng sinh mỗi năm chỉ dùng một lần, TV, máy tính bảng hay thậm chí là những loại nguyên phụ liệu thực phẩm đắt tiền. Công ty mình thì cũng còn rất là nhỏ, cho nên là bên mình thì cũng chưa có văn phòng chính thức hoặc là có kho chính thức để mà chứa cái lượng hàng mà bên mình nhập về, cho nên là bên mình sử dụng kho bên My Storage. Ngoài ra, hiện dịch vụ cũng cung cấp khách hàng không gian làm việc, kiểm tra hàng hóa và nghỉ ngơi bên cạnh khu vực nhà kho. Không gian phù hợp cho các nhân viên giao hàng, khách hàng phải di chuyển nhiều giờ liền ngoài trời với một số tiện ích cơ bản như cà phê, wifi, máy lạnh, v.v. Chúng tôi tập trung vào nhu cầu của khách hàng và đáp ứng linh hoạt từng nhu cầu. Chúng tôi xử lý mọi kích cỡ hàng hóa với không gian hiện đại, nhiệt độ lý tưởng để bảo quản tốt hàng hóa. Hiện dịch vụ cho thuê kho mini đang là xu hướng sau khi dịch bệnh diễn ra, khi mà nhu cầu sử dụng thay đổi, mang tính ứng dụng cao và chi phí thấp. Gần đây, giá xoài tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt lao dốc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khiến nhiều nông dân điều đứng. Cũng trong thời gian này, xuất hiện nhiều thông tin là giá xoài đang ở mức chạm đáy trong nhiều năm. Nông dân phải bỏ xoài chín rụng đầy vườn hay đổ bỏ thay vì đem bán. Vậy thực hư chuyện này là như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu sau đây. Hứa mua 4.000, 5.000 nhưng mà không bán được. Mùa dịch ta đâu đi đâu được đâu. Mơ bẻ, mốt bẻ đi, nó không chịu bẻ. Nó chín rụng như giờ xài của em. Đây là những chia sẻ của một nông dân trồng xoài từ tỉnh An Giang. Xoài chín rụng đầy gốc, tuy nhiên nếu nhìn kỹ, không khó để nhận ra đây là xoài thanh ca, vốn từ lâu đã không còn được thị trường ưa chuộng. Còn tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, với đa số diện tích là xoài cát chu và xoài tượng da xanh, hiện tượng để xoài chín rụng đầy gốc hay phải đổ bỏ chưa được ghi nhận tại bất cứ địa phương nào. Giá đi thấp thì vẫn có, nhưng mà mình vẫn bán được. Mình bán giá không được cao như thì mình cũng có thể thu mua giá cũng ổn ổn, chứ không có vụ mà đem đổ bỏ. Để chờ giá lên, một số nông dân cũng neo lại trái trên cây. Tuy nhiên, những diện tích này vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Hiện giá xoài tượng da xanh bao vàng, da xanh bao trắng, cát chu đang được thu mua ở mức từ 15 đến 30 ngàn đồng một ký. Với đà phục hồi giá như hiện tại, nông dân có thể phần nào an tâm sau những ngày phật phòng lo lắng. Tiếp theo trong phần sau của chương trình. Thêm 3 đối tượng ra đầu thú trong vụ án giết người ở quán karaoke tại Tiền Giang. Làm rõ việc nữ sinh bị đánh hội đồng giả mang tại Bình Phước. Thưa quý vị, hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu GP Bank. 13 bị cáo liên quan bị buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Số tiền cả gốc lẫn lãi các bị cáo phải liên đới, chịu trách nhiệm là hơn 961 tỷ đồng. Theo cáo trạng, tháng 8 năm 2011, ba bị cáo Phùng Ngọc Khánh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty MNC, Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Kim Văn Bộ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn đã bàn bạc lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ dự án cao ốc Sài Gòn MNC với giá 477 tỷ đồng. Đồng thời, Khánh nâng khống giá trị 255.000 cổ phần của Công ty MNC lên hơn 36 lần, tức 510 tỷ đồng. Số cổ phần này được dùng làm tài sản thế chấp, đảm bảo cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng, trong đó đã chiếm đoạt hơn 290 tỷ đồng của GP Bank. Hầu hết các bị cáo nguyên là lãnh đạo cán bộ của GP Bank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có Lương Hồng Thái và Nguyễn Toàn Thắng đều là nguyên phó giám đốc GP Bank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đều thừa nhận hành vi vi phạm. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một tuần.
Công an tỉnh Nghệ An hôm qua đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Hướng, 34 tuổi, trú huyện Yên Thành. Đối tượng bị bắt giữ do có hành vi làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo điều tra, Hướng đã sử dụng Facebook tên Bảo Kiếm để đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân. Ngoài ra, đối tượng còn lợi dụng những sự kiện nhạy cảm để viết bài, đăng tải hình ảnh để nói xấu chính quyền, bôi nhọ, xúc phạm cơ quan công quyền và người thực thi nhiệm vụ. Facebook Bảo Kiếm của Hướng có hơn 900 bạn bè và 83 người theo dõi. Tại cơ quan công an, Hướng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại quán karaoke XO thuộc xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, vào hôm qua, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã có thêm 3 đối tượng ra đầu thú. Các đối tượng đến đầu thú gồm Nguyễn Thành Quốc, tức Địa Anh, Dương Minh Nhật, Trần Hồng Hải, tức Lý. Như vậy, tính đến nay đã có 7 đối tượng ra đầu thú. Công an đã làm việc với 12 đối tượng chủ chốt trong vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng và thu giữ 4 khẩu súng các loại để trưng cầu giám định vũ khí. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 17 tháng 3, Nguyễn Thành Hải còn gọi là Hải Bạch, cùng một người tên Triều còn gọi là Triều Điên và nhóm bạn đến hát tại quán karaoke XO. Một lúc sau thì có tiếng súng nổ, Hải được xác định đã tử vong, Triều và một người nữa bị thương được đưa đi cấp cứu. Trên mạng xã hội Facebook hôm qua xuất hiện một đoạn clip quay cảnh một nữ sinh bị đánh hội đồng bằng gậy và nón bảo hiểm gây bức xúc dư luận. Chiều cùng ngày, lãnh đạo trường Trung học Phổ thông Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã xác nhận nữ sinh bị đánh trong đoạn clip chính là học sinh của trường. Theo báo cáo của trường, cuối giờ chiều ngày 21 tháng 3 tại khu vực gần nhà thờ huyện Lộc Ninh, em Ngô Quỳnh Anh, học sinh lớp 10A9, đã bị một nhóm nữ khác đánh và quay clip. Đoạn clip sau đó được phát tán lên mạng xã hội Facebook, thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Hầu hết đều bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc trước hành động côn đồ, xem thường pháp luật của nhóm người đánh nữ sinh trong clip. Ngay sau khi nắm được vụ việc, lãnh đạo nhà trường đã báo công an và mời phụ huynh học sinh liên quan lên làm rõ vụ việc. Đi nhậu về, ngủ quên trước cửa, nam thanh niên đã bị kẻ trộm lấy sạch tài sản. Vụ việc hy hữu xảy ra tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã được camera an ninh ghi lại. Theo đó, khoảng 0 giờ ngày 22 tháng 3, anh NTK 20 tuổi nằm ngủ dưới nền xi măng trước cửa nhà, cạnh đó là chiếc xe máy. Lúc này, một người đàn ông cao to đeo khẩu trang đi tới, lục lọi trên người anh K lấy tài sản và dắt chiếc xe máy đi mất. Được biết, trước đó anh K đi nhậu rồi về nhà ở đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Gọi người nhà mở cửa nhưng không có ai nghe máy, anh K nằm bấm điện thoại rồi ngủ quên trước cửa. Đến 5 giờ sáng, anh ca tỉnh dậy thì phát hiện xe máy và điện thoại có giá trị khoảng 20 triệu đồng đã biến mất. Vụ việc đang được công an phường Bình Trị Đông A tiến hành điều tra. Xu hướng điện khí hóa của ngành công nghiệp ô tô ngày càng mạnh mẽ khi tập đoàn Tesla của tỷ phú Elon Musk sắp hoàn thành việc xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện lớn nhất thế giới trong một khu từng là rừng rậm gần thủ đô Berlin của Đức. Tesla đã tuyên bố về dự án nhà máy mới Gigafactory tại Đức vào tháng 11 năm 2019. Đây là nhà máy ở châu Âu đầu tiên của công ty và là nhà máy thứ tư trên toàn thế giới của Tesla. Dự kiến khi hoàn thành, nó sẽ sử dụng 12.000 nhân viên và tạo ra 500.000 chiếc sedan điện Model 3 và SUV điện Model Y mỗi năm. Kế hoạch sản xuất tại đây sẽ được khởi đầu vào mùa hè năm nay. Nhà máy pin của Tesla cũng bắt đầu hoạt động trong năm nay với công suất đạt 100 GWh một năm trước khi tăng lên 250 GWh một năm. Tôi nghĩ rằng Đức không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên. Đức là trung tâm của ngành sản xuất ô tô ở châu Âu. Đây là một động thái mang tính biểu tượng. Một công ty mới nổi của Mỹ muốn đặt lá cờ của mình ở giữa sân nhà của các nhà sản xuất ô tô lâu đời của Đức. Tesla còn được chính phủ Đức cũng như chính quyền bang Brandenburg ưu đãi bằng khoản trợ cấp khổng lồ là 1,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó 90% tới từ chính phủ Đức. Liên minh châu Âu hồi tháng trước cũng đã thông qua kế hoạch viện trợ cho Tesla, BMW cùng các thương hiệu sản xuất xe điện khác như một cách hỗ trợ họ sản xuất ắc quy điện, qua đó hạn chế sự phụ thuộc vào hàng xuất khẩu từ Trung Quốc. Cụ ông Sudirman được mệnh danh là chiến binh môi trường của Indonesia. Trong hơn 20 năm qua, ông đã nỗ lực không ngừng để hồi sinh những ngọn đồi cằn cỗi và tạo nguồn cung cấp nước cho một vùng núi bị hạn hán kéo dài. Trong suốt 24 năm qua, cụ ông 69 tuổi này đã làm việc không ngừng nghỉ trồng cây trên hai ngọn đồi Gendo và Ambiang ở miền trung tỉnh Java. Đây là những nơi bị cháy rừng tàn phá làm cạn kiệt nguồn nước trong khu vực. Tôi muốn trồng thật nhiều cây banyan và ficus, chúng có thể mang lại nhiều lợi ích cho người dân ở đây. Nếu không trồng cây thì khu vực này sẽ trở nên khô cằn, và theo kinh nghiệm của tôi thì cây banyan và ficus có thể trữ rất nhiều nước.
Nhờ vậy mà mùa xuân đã trở về với vùng đất này, nước mưa được lưu trữ và dùng để tưới tiêu trồng trọt. Ngoài ra, rừng còn giúp làm sạch không khí và phòng chống các thảm họa tự nhiên. Tính đến nay, cụ Sadiman đã trồng được ít nhất 11.000 cây banyan và ficus trên vùng đất rộng hơn 250 hectare. Tất cả kinh phí đều do ông tự chi trả. Ở những nơi mà ông trồng cây, trước đây, nông dân chỉ có thể thu hoạch một vụ mùa mỗi năm do ít mưa. Nhưng giờ đây, nhờ có nguồn nước dồi dào, dân làng có thể thu hoạch được từ 2 tới 3 vụ mùa mỗi năm. Còn với một cụ ông khác ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ai nấy đều phải trầm trồ khi chứng kiến cụ trổ tài chơi game. Và theo gia đình cụ thì trò chơi điện tử là nơi cụ tìm thấy được niềm vui và giữ cho tinh thần luôn tươi trẻ. Đây là cụ ông Giang Bình Lin, năm nay đã 86 tuổi, nhưng kỹ năng chơi game lại không hề thua kém các bạn trẻ. Ông Giang trước đây là một kỹ sư, nhưng sau khi về hưu đã dành nhiều thời gian để trở thành game thủ. Tôi bắt đầu chơi điện tử từ năm 1998. Cho đến nay tôi đã hoàn thành hơn 500 tựa game thiết bị Xbox và 51 trên máy PS4. Điều càng khiến nhiều người cảm thấy ngạc nhiên là ông Giang hoàn thành các trò chơi mà không cần dùng đến các bản hướng dẫn. Cả nhà chúng tôi đều rất ủng hộ. Việc chơi game giúp ông duy trì tư duy và giữ cho đầu óc minh mẫn. Cháu của ông Giang cũng khẳng định ông mình không hề nghiện game mà có sự cân đối giữa việc chơi, vận động và nghỉ ngơi. Với 23 năm kinh nghiệm, ông Giang dường như vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt sở thích đặc biệt này của mình. Sau 2 tháng tạm dừng hoạt động, các tour thưởng ngoạn hoa anh đào bằng xe buýt vòng quanh Tokyo đã được nối lại từ ngày 22 tháng 3, ngay khi chính quyền thủ đô Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. Dù có nhiều khách hàng đặt chỗ, nhưng công ty Hatobus chỉ có thể chạy khoảng 10 chuyến mỗi ngày. Trước dịch COVID-19, Hatobus có thể chạy được khoảng 100 chuyến mỗi ngày trong mùa hoa anh đào 2019. Nói thật là chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được nối lại hoạt động, dù không thể vận hành toàn bộ công suất. Chúng tôi luôn thực hiện các biện pháp phòng dịch nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách. Tình trạng khẩn cấp tại Tokyo kết thúc vào ngày 21 tháng 3 và người dân Tokyo cảm thấy hào hứng với việc dỡ bỏ này. Ngày hôm sau, nhiều người đã đổ ra đường để tham gia một số hoạt động được cho phép. Tôi đã làm việc tại nhà trong một thời gian dài và không thể đi ra ngoài. Việc ngắm hoa anh đào như thế này đã giúp tôi lấy lại tinh thần rất nhiều. Quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại Tokyo, Saitama, Chiba và Kanagawa được thực hiện sau khi chính phủ Nhật Bản ghi nhận số người mắc COVID-19 nhập viện giảm đáng kể. Tuy nhiên, các biện pháp phòng chống vẫn được duy trì nhằm tránh dịch bệnh bùng phát trở lại. Phần thông tin cập nhật. Thưa quý vị, đêm qua theo giờ Việt Nam, một đám cháy lớn đã xảy ra tại một trại tị nạn của người Rohingya ở miền nam Bangladesh, làm nhiều người thiệt mạng và phá hủy hàng ngàn ngôi nhà. Theo truyền thông địa phương, ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại trại tị nạn Balukhali ở thành phố cảng Cox's Bazar vào cuối giờ chiều ngày 22 tháng 3 và lan nhanh qua ít nhất 4 khu nhà. Lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực dập lửa nhưng không thể kiểm soát được đám cháy. Hồi tháng 1 năm nay, một đám cháy lớn cũng đã quét qua các trại tị nạn của người Rohingya ở khu vực phá hủy nơi trú ẩn của hàng ngàn người. Hơn 1 triệu người Rohingya hiện đang sống trong các trại tị nạn ở miền nam Bangladesh, phần lớn đã rời khỏi Myanmar vào năm 2017. Một chiếc xe tải cẩu đã tông vào đuôi một xe container đang đậu khiến một người bị thương nặng. Tai nạn xảy ra vào rạng sáng nay trên xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức. Theo đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, một xe tải cẩu chạy trên xa lộ Hà Nội hướng cầu Rạch Chiếc về Suối Tiên. Trên cabin lúc này có 5 tài xế và 5 phụ xe. Khi vừa qua khỏi ngã tư MK được khoảng 200m, thì xe tải cẩu tông vào đuôi một chiếc xe container đang đậu sát giải phân cách. Cú tông cực mạnh làm đầu cabin xe tải cẩu bẹp dúm, 5 phụ xe văng từ trong cabin xuống đường bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được xe cứu thương tới chở vào bệnh viện, còn 5 tài xế bị thương nhẹ. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào, tạm biệt.